Căn nhà có diện tích là 46m², được xây dựng 7 tầng, có thang máy với thiết kế mỗi tầng một phòng rộng, với tầng 1 là gara ô tô, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5, mỗi tầng một phòng ngủ vô cùng rộng rãi. Tầng 6 là khu vực phòng bếp, phòng khách, tầng 7 là khu vực phòng thờ sân phơi. Ô tô vào thoải mái, từ đây ra mặt phố chính chỉ khoảng 200m thôi anh chị nhé. Nào, chúng ta cùng đi khám phá phía trong xem có những gì nhé. Với thang máy Mitsu 6 người 450kg, thang máy cực kỳ sang trọng, xịn mịn. Mỗi tầng thì được thiết kế một phòng rộng như thế này. Đấy, vách tính kính full. Tầng 4, tầng 5 thì thiết kế vách kính. Tầng 6 là khu vực bếp và khách. Tầng 7 là khu vực phòng thờ sân phơi anh chị nhé.